Chắc nhờ anh kể lại cái những cái thời khắc mà lúc đó mình tưởng đâu là mình cần kề cái chết như thế nào anh? Chung cái thời điểm ban đầu phát hiện bệnh thì em cũng bị nặng rồi. Lúc mà nó kiểu như người nó chuyển như sắp hôn mê rồi. Thì em là vào bệnh viện Thủ Đức, giai đoạn đó cũng khó khăn, cũng thì mãi mới vượt qua được. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà em ở bệnh viện tỉnh chuyển lên Bạch Mai á. Giai đoạn đó thì ở bệnh viện tỉnh người ta cũng bảo gia đình là đưa em về, thì cũng không có can thiệp được nữa. Vợ em thì vợ chồng cũng bàn nhau thôi cứ đi ra ngoài đó một lần, rồi nếu mà không được thì về. May mắn ra thì cũng vượt qua được. Cái hôm rồi ở đây thì chắc cũng em cũng mệt. Nói chung là nhờ cũng không biết gì nữa, nhờ các bác ở đây cứu chữa hỗ trợ thì cũng tỉnh lại được. Em muốn hỏi người chị vợ một xíu là mình được biết là hai vợ chồng lấy nhau 2015 là lúc đó ảnh đã có bệnh rồi, cũng phát hiện bệnh nặng rồi. Cái lúc đó là chị vẫn quyết định theo ảnh thì cái thời gian đó là mình suy nghĩ như thế nào mà mình vẫn lựa chọn mình đồng hành với anh? Thật ra thì bọn em quen nhau từ thời sinh viên ấy, thì đợt đấy thì mình cũng không suy nghĩ quá nhiều đâu anh. Với cả hơn nữa đợt đấy thì đại khái là đi test thì bị viêm gan siêu vi B, viêm gan B thôi. Thì nói chung sức khỏe đợt đấy nó cũng kiểu cứ cao huyết áp liên tục ấy, nhưng mà kiểu cũng không đến nỗi như bây giờ. Thì mình cũng nghĩ là thôi thì cùng nhau đồng hành thôi chứ cũng không nghĩ quá nhiều đâu. Thì sau này thì bệnh nó nặng thêm thì nói chung là mình cứ cố gắng thôi. Bây giờ thì cũng không biết nói sao cả, vậy cả bây giờ thì phải cố gắng cùng Cũng cũng có hai mặt con với nhau rồi. nhau. Ngay cả không có con thì cũng phải cố gắng với nhau chứ. Thì 4 năm nay là chỉ có một mình chị đi làm thôi, để Dạ lo đúng rồi. cho cả nhà 4 người thì cái gánh nặng nó cũng rất lớn. Mình làm cách nào để mà mình vượt qua được? Thật ra thì em cũng có bạn bè, cũng có người thân, người bố mẹ hai bên thì cũng khó khăn, nhưng mà bạn bè của em á, với cả của chồng á, cũng giúp đỡ nhiều này. Rồi là cơ quan của hai bên ấy cũng có giúp đỡ này, thì cứ vượt qua từ từ từng bước một. Thì ví dụ như đợt vừa rồi viện phí các kiểu thì em cũng sẽ phải là xoay sở này, rồi cũng vay bạn bè rồi xong mọi người giúp đỡ, xong mình cứ trả dần kiểu vậy, chứ cũng không thể có một cục để mà thanh toán tiền đâu. Tại vì là tuy nhà em cũng có những đợt nhập viện nặng giống như là Bạch Mai, chi phí nó cũng nhiều này, với cả những cái đợt nó lên tới 40 50 triệu một lần ấy, thì em cũng không có tiền sẵn đâu. Thì mình cũng phải xoay sở rồi cũng bạn bè giúp đỡ rồi trả dần cho người ta. Những cái lần mà gọi là cận kề cái chết của ảnh đó, giống như ảnh nói là gọi là chuẩn bị mà đặt sẵn vòng vòng hoa đó, thì Thì không có thật đâu anh. lúc đó là cái chắc là tinh thần của mình nó cũng hoảng loạn nhiều, đúng không chị? Thì đúng rồi, thật ra là cũng không biết nói sao, vì khi nghe bác sĩ nói thì em cũng một phần là sẽ cố gắng hết sức nhờ các bác thôi, còn một phần thì mình cũng phải là bởi vì là ở trong này cũng chỉ có một mình em có thể lo lắng thôi. Bố mẹ ở nhà thì không không quen ở trong này ấy, mà kiểu mình phải lo lắng đủ thứ để những cái phần sau lỡ đâu nó xấu nhất ấy. Thì thật ra em cũng vẫn tin tưởng và vẫn mong là sẽ Sẽ tỉnh có lại. phép màu đúng không? Rồi nhưng mà kiểu nghe xong bác sĩ xong rồi nghe tình trạng thì em cũng phải nhờ cậy bạn bè hỏi han những cái thủ tục sau. Bao nhiêu lần như vậy? Chị có nhớ là bao nhiêu lần mà Hai cận lần kề cửa tử như vậy? 2 lần hả? ừ. Một lần ở bệnh viện Thủ Đức với 1 lần bên này hả? Không, Thủ Đức thì thật ra em chưa lo tới cái đấy cả. Thủ Đức là đợt đấy là mới phát hiện bệnh. Thì thật ra là đợt đấy anh là ở Thủ Đức thì bác sĩ cũng phải cho nằm cạnh bác sĩ giống như là bác Nguyên này, là nhưng mà kiểu là mình vẫn tin tưởng tại đợt đấy sức khỏe nó đang tốt hơn đó anh, thì cũng chưa đến nỗi là mình phải như thế đâu. Nhưng mà cái đợt nằm ở bệnh viện tỉnh ấy thì do em vào trong này đi làm rồi thì cũng rất là khó khăn, nói chung cũng phải lo trước mọi thứ. Vợ là cũng cùng quê với chồng luôn Em ở Hà Tĩnh nhỉ, anh ở à, Nghệ An. Hà Tĩnh. Bây giờ nếu mà có một cái điều ước đó, thì mình mong ước điều gì? Em chỉ chẳng ước gì, em chỉ ước là khỏe lên hàng ngày thôi là được. Hai vợ chồng rất là lạc quan ha. Thì bây giờ thì sức khỏe chắc chắn là không thể mong ước là mình đi làm lại được nữa rồi, thì mình cứ khỏe dần để cho nó đỡ tiền viện phí thôi. Còn anh Lê Văn Nguy, anh có muốn gửi cái lời gì đến vợ trong cái thời gian qua đồng hành với mình không? Thời gian dài như vậy không? Thì em ơi, biết ơn vợ em, nói thật sự là Chúc vậy. anh. Và bố mẹ thì sinh ra em, nhưng mà người mà giữ em được đến bây giờ là vợ em.
rất là biết ơn cái điều đó. Chắc là mình cũng nghĩ mình chắc phải may mắn dữ lắm mới mới gặp được chị ấy ha. Chị ấy, chị tên gì? À, chị Tâm. Chị Tâm là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 35. Dạ. Là theo 35 tuổi nhưng mà đã có chắc khoảng khoảng 10 năm ở trên dưới 10 năm đồng hành với lại em quen đi từ anh Huy. Vợ chồng em quen từ 2007. 2007 là cũng được 10 15 năm, hơn 15 năm rồi. Lâu. Một cái quãng đường rất dài rồi. Rồi hai đứa nhỏ nhà giờ là ai lo? Con em sẽ đi học và chiều em cũng sẽ phải xin cơ quan về, kiểu giống như cơ quan cũng sẽ hỗ trợ, em cũng sẽ phải về sớm để đón con. Bây giờ thì số nợ mình nợ hết bao nhiêu tiền mình nhớ không? Nợ hả? Thì thật ra là nợ thì là như thế này anh ạ, ví dụ như là để một, tại vì bạn bè cứ sẽ cứ cho nợ 10 triệu, 2 triệu, 10 triệu anh ấy, và rất nhiều bạn bè như thế hoặc là lớp á, người ta sẽ có quỹ cho nợ thì chắc là em nghĩ khoảng tầm 200-300 triệu đấy, để là nợ để chữa bệnh nhá. Còn những cái khoản nợ khác nữa. Tức là nợ và gọi là nợ nổi là khoảng 300 triệu. Còn những chữa cái chữa bệnh cho Huy là riêng về sẽ tài dần kiểu. Yeah. Mình sẽ xoay vòng vòng. Còn cái nợ mà sinh hoạt phí hay nợ những cái xung quanh là mình chưa có thống kê hết đúng không? Nhưng mà khoảng khoảng là trên dưới 200-300 triệu. Đúng rồi. Thật ra là lương em cũng không thể anh biết rồi, em cũng không thể xoay sở kiểu gì cũng không thể đủ được. Có chăng thì cũng chỉ nuôi hai con ở mức cơ bản thôi. Hai đứa nhỏ nó đã suy nghĩ được chưa, nó biết cái hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ chưa? Biết con em tại một đứa 8 tuổi rồi thì bé biết hết rồi. Nhưng mà bé 4 tuổi thì em chưa chia sẻ. Có khi nào mà bé tìm cách bé động viên cha mẹ không? Động viên thường xuyên. Nó khóc cả đêm. Bé động viên thường xuyên mà, tại bé lớn rồi. Nhiều khi chỉ cần một cái ôm hay cái câu nói nào ngọt ngào của con thôi là cũng là cái động lực cho mình đúng không? Em thấy hai vợ chồng chắc cực kỳ lạc quan, thì cái đó là cái điều đáng quý để mà mình có thể mình lo chữa bệnh sau này. Nhưng mà chắc là sẽ có những lúc mà mình cảm thấy mình suy sụp đúng không? Có không? Có, nhiều lúc nó như hôm rồi nó đau quá. Nó đau quá, nó quá cái sức chịu đựng. Mình có lúc cũng muốn buông bỏ thì mình chịu không có được. Nhưng mà phải cố gắng, tại còn hai đứa nhỏ nữa, đúng không? Tay chân, cái bụng là mới chướng lên gần đây thôi. Còn tay chân là chắc cũng teo lâu rồi hả? Hồi đầu phát hiện bệnh là em 90 kg. Mà 90 kg là 4 năm trước á hả? Hồi 2015. 2015, 8 năm trước rồi. Là đang khỏe, chỉ có cao huyết áp thường xuyên. Bây giờ là mấy ký? Nó dao động ở mức năm mới 60. Trời, giảm hơn 30 kg luôn. Rồi đau đớn mỗi lần, một tuần chắc phải chạy thận 3 lần ha anh? Em chạy định kỳ tuần 3 lần. Tuần 3 lần chạy định kỳ. Sau những cái sự việc đã xảy ra thì kiểu mình có muốn nhắn nhủ một, muốn gửi cái lời gì đến mọi người trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe hay là những cái triệu chứng nào để mà mình có thể phát hiện sớm bệnh không? Thì em nghĩ là cũng giống như em hồi trẻ thôi. Thường là nghĩ mình có sức khỏe thì cứ lăn ra kiếm tiền, rồi bỏ bê cái việc thăm khám và khảo sát sức khỏe. Thì đến lúc mà nó nặng rồi thì mình quay lại không có được. Em nghĩ là mọi người nên để ý đến sức khỏe. Còn nếu mà muốn gửi cái lời nào đó để mà nhờ mọi người hỗ trợ thì anh muốn gửi lời gì? Thì em cũng biết là ở ngoài kia thì cũng nhiều người khó khăn, thậm chí hơn em nữa. Nhưng mà nếu mà được thì em cũng mong muốn mọi người có thể chia sẻ bớt cái gánh nặng để hỗ trợ em, mà đặc biệt là vợ em trong thời gian khó khăn này. Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Xin được chia sẻ cái câu chuyện của anh Lê Văn Huy, sinh năm 1988, quê Nghệ An ha anh ha. Hiện tại thì đang trọ ở thành phố Thủ Đức và điều trị liên tục ở bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Huy có rất là nhiều những cái biến chứng nặng, từ xuất phát từ cái bệnh lupus ban đỏ chuyển sang xơ gan, rồi suy thận, phải chạy thận định kỳ, rồi bây giờ thì nhiễm trùng nữa ha anh. Bụng chướng nhiều đợt nhiễm trùng. Dạ. Thì cứ tái đi tái lại hoài. Thì mọi người đã nghe chia sẻ của chị Tâm là vợ của anh Huy rồi, thì cái khoản nợ
mà gọi là có thể thống kê được là khoảng 300 triệu, nhưng mà những cái chi phí khác thì không thể nào thống kê nổi trong cái thời gian chữa bệnh kéo dài như vậy. Ở phía sau là mẹ, là cô Thủy ha. Cô Thủy phải từ Nghệ An, phải từ Nghệ An vào đây chăm sóc con tại vì bệnh cũng nặng. Và cái điều đáng quý nhất của hai vợ chồng họ là cái tinh thần lạc quan. Hai vợ chồng luôn nghĩ đến những cái điều tốt đẹp nhất cho chồng và cho hai đứa con nhỏ ở nhà. Thì hy vọng, rất là hy vọng mọi người có thể chung tay để cho họ có một cái sự trợ duyên, hỗ trợ họ phần nào về cái chi phí điều trị trong cái đoạn đường dài khó khăn sắp tới ạ. À, chắc là nhờ hai vợ chồng đọc cái số điện thoại giúp em ha. Đọc số điện thoại giúp em. Đọc số của em ha. Dạ. 0973 868680. Số điện thoại của chị Tâm, chị tên đầy đủ là gì? Em là Trần Thị Thanh Tâm. Trần Thị Thanh Tâm, vợ của anh Lê Văn Nguy ha. Rồi thôi, chúc hai vợ chồng mọi điều may mắn nhất. Đại diện cơ quan thì em sẽ cố gắng hết sức mình ha, không chắc chắn là sẽ được hỗ trợ không ít thì nhiều ha, yên tâm.